Vâng, xin chào cô chú ba anh chị đã quay trở lại kênh Chợ Nhật Bản nhớ đăng ký kênh nên lên clip số 19 về đồ nghề. Anh chị mình bấm nút like và nút đăng ký kênh để theo dõi các clip mới bên em ha. Chốt hàng mình cứ điện thoại hoặc là nhắn tin vào số điện thoại trên tiêu đề, chuyển khoản đơn trên 300 bên em sẽ bao ship và đơn dưới 300 vui lòng chuyển thêm cho em 10.000 tiền phí ship. Ship code thì nhận hàng thanh toán đồng giá là 30.000 một đơn. Rồi em xin đi vào chi tiết clip số 19 luôn. Đầu tiên mã số 1 là combo gồm có hai cây lục giác T6 ha. Cây này thì đầu hoa thị T6 BP Switchback hàng mới chưa xài. Đó. Cây này anh chị mình mua mới đó, tầm khoảng là 200 hơn một cây rồi. Nên là anh chị nào mà mình có hay xài cây này, mình mở những cái thiết bị điện tử mà đầu T6 đầu hoa thị thì mình sử dụng cây này ha. T6 BP Switchback Thụy Sĩ mã số 1, cặp này là 80.000. Thì chiều dài khoảng là 12.5 xăng, hàng mới chưa sử dụng anh chị ha. Nên là anh chị mình yên tâm. Những cái đầu là zin hết. Mã số 1 80.000. Em lên mã số 2. Số 2 là một cặp cây đục cơ khí ha. Thì cây này là hàng của hãng Stanley, sản xuất tại Mỹ luôn. Còn cây này là hãng Susa của Nhật ha. Đầu này thì chưa xài đó, nhưng mà cái này thì nó cũng hơi có sức sẹo vài miếng. Cái đầu chỗ này là zin nguyên ha. Thép của cái cây này là thép Drophogic, thép rèn, nên là anh chị mình xài rất là bền, cứng cáp, xài nó đỡ bị trẹt đầu, bị bẻ đầu hơn. Rồi cây này là hàng của Stanley của Mỹ ha. Stanley của Mỹ, đục một cây đục cơ khí có xài lướt một chút xíu. Chiều dài cây đục của Mỹ dài tầm khoảng là 16 xăng hơn, và cái lưỡi sử dụng anh chị mình đục tầm bản đục là tầm khoảng là 16 ly ha, đục 16 ly. Còn cây nhỏ này của Susa thì mình sẽ dùng đầu búa mình đóng lên đây. Đầu là zin nguyên chưa sử dụng, anh chị mình thấy là nó chưa có xài này ha. Đó, còn bên hông thì nó có sần sùi tí. Chiều dài là 9 xăng và phần bản đục này là 13 ly ha, 13 ly giùm em. Cặp này anh chị mình chốt giùm em. Mã số 2, hai một cặp đục của Mỹ và của Nhật. Mã số 2 giá 170. Em lên mã số 3. Số 3 là một bánh nhám nhám, dùng để anh chị mình mài dao, mài kéo hoặc là anh chị mình mài những cái đồ nó rỉ đó. Và rất là thông dụng, thì cái này rất là thông dụng cho anh chị mình xài máy mài hai đá ha. Máy mài hai đá có hai cục đá hai bên thì mình xài bánh nhám này cũng được. Cái cốt này phù hợp cho bánh nhám, cho máy mài hai đá. Hàng mới chưa sử dụng của hãng là Ichihuchi của Nhật, Made in Japan ha. Độ rít là 60 rít và đường kính là 150mm. Mắc là anh chị mình thấy cái tốc độ rất là nhanh, 8000 rpm luôn ha. Bánh nhám là độ rít là 60 và chưa xài. Những cái này thì nó ăn thép nên là anh chị mình xài mình phá lưỡi này kia nó nhanh, mình mài mình lấy lại lưỡi nó nhanh. Đường kính là 15 xăng, đường kính trong là 8 xăng và chỗ này là tầm khoảng là từ đây tới đây là khoảng 3.5 xăng ha. Còn độ dày nó tầm khoảng là 8 ly này. Rồi cây này anh chị mình chốt cho em một bánh nhám để xài máy hai đá ha. Mình xài bước mài phá hoặc là mài rỉ á. Chốt cho em mã số 3 140. Em lên mã số 4. Số 4 thì cái này em thanh lý ha. Số 4 50.000. Cây này là sử dụng cho máy bán vít, nối vô là 6.35 ly và ra là 6.35 ly. Thì cái này size dài, thì cái này em thanh lý là do nó mất cục bi ở đây này. Đó nên là khi mà anh chị mình bấm này nó không lên, nó bị mất cục bi. Còn khi mà anh chị mình xài, mình gắn đầu vít 6.35 ly vô đây vẫn bình thường ha. Nếu mà mình có xài cần một cái cần nối nối máy bán vít dài thì anh chị mình mua cây này dài khoảng là gần 45 xăng ha. Mã số 4 giá là 50.000. Nó chỉ thiếu mấy cái đầu này thế nên nó kéo lên được thôi, thiếu cục bay ha, còn lại là bình thường không có sao. Rồi chốt cho em mã số 4 50.000. Em lên mã số 5. Số 5 là một cây số 5 là một bộ vít thử điện ha, vẹt xeo. Cái này thì em test rồi ok cho anh chị ha. Mã số 5 250. Test rồi ok hết rồi. Khi mình xài thì anh chị mình gắn những cái đầu này vô này. Đầu này đầu 5.5. Đầu 5.5 ly. Đó. Còn cái chỗ này thì mình sẽ gắn vô đây ha, cái mình xoắn nó lại. Khi mà anh chị mình thử điện thì mình sẽ nhấn cái tay vô đây. Và cái này là hàng của vẹt xeo ha, vẹt xeo Voltit này, low Voltit vẹt xeo này ha. Bộ này thì gồm có 2, 4, 5 đầu đi kèm nha anh chị ạ. 5 đầu đi kèm và một cái cán như thế này. Còn rất là mới ha. Rồi những cái đầu đi kèm đi anh chị. Ok ha. Chiều dài tầm khoảng là 12.5 xăng.
bộ tô vít thử điện của Vietcell. Anh chị mình chốt cho em mã số 5 giá là 250. Em lên mã số 6. Số 6 là một cây dũa kim loại của Mỹ ha. Cây này là hãng Nickerson của Mỹ, Nickerson của Mỹ và sản xuất tại Canada. Cây này thì có sản xuất được rất là nhiều nơi ở Mỹ, Canada này, Mexico này, Brazil nữa. Nhưng là anh chị mình thấy tất cả đều theo tiêu chuẩn của hãng Nickerson. Hãng này với lại hãng một hãng nào mà hay làm mỏ led này, rất là cùng một hãng như gì tạm thời như Crimson Tool ha. Crimson Tool với hãng này là chung một hãng, thì nó tẻ ra nhiều nhánh khác nhau về mỏ led, về dũa và về những cây kìm nữa. Rồi cây này thì hàng xà lướt còn đẹp, về anh chị mình cầm mình dũa kim loại ha, mình dũa sắt, dũa gì đó mình dũa và mình cắm cái cán vô mình xài ha, cắm cái cán vô mình xài. Đây em sẽ đưa kỹ cái răng cho chị mình xem ha. Hàng xà lướt thôi, còn rất là nhám tay. Chiều dài cây dũa này phần lưỡi sử dụng là tầm khoảng 29 xăng và dài tổng thể là 37 xăng ha. Cái này chị mình chốt cho em mã số 6 150, một cây dũa của Nickerson. Số 7 cũng là một cây dũa của Nickerson ha. Hồi nãy thì là cái răng nó đang đóng hình như kiểu là mắt lưới, còn cái này là đang nó là một cái vết chéo luôn. Và cái này là Nickerson, dòng này thì sản xuất tại Mỹ này, USA ha. Này, mil second cut. Mình sẽ về mình gắn cái cán vô rồi mình xài thôi. Cái này thì cũng là xài lướt còn đẹp, răng còn bén anh chị. Răng còn rất là nhám ha. Đây. Chiều dài cái dũa này tầm khoảng là 30 xăng ha, và dài tổng thể chỗ này tầm khoảng là 36 xăng này. Cây này anh chị mình chốt cho em mã số 7 giá 170. Em lên mã số 8. Số 8 là một cây cờ lê chữ C. Cây này thì hàng của hãng Beta của Ý ha. Beta của Ý. Cây này anh chị mình mở ốc số 1922 và thiết kế hình chữ C như thế này thì mình sẽ xài trong những góc kẹt ha. Những góc kẹt mà nó góc cái hình vuông góc thì chữ C như thế này thì mình sẽ lòn vô ha. Cây này thì phần xi mạ rất là mịn và nó còn mới, còn khá mới. Gần như là chưa có xài đâu anh chị. Để trong này thì nó hơi có vàng vàng về mình sẽ ba thêm ở phần bên trong mình đem thôi. Còn nó là chưa có dấu xài ha, chưa có dấu xài, chưa bị cấn, bị dập gì hết. Mặt này cũng vậy. Về mình sẽ ba thêm ở bên trong lòng một chút. Cờ lê chữ C của hãng Beta của Ý, mở ốc mà 19 và 22, chiều dài là khoảng 22.5 xăng. Chốt cho em mã số 8 giá là 240. Em lên mã số 9. Số 9 là một cây khóa tự động 4 số của hãng Sân Cây của Nhật ha. Sân Cây của Nhật, dòng sản phẩm là anh chị mình tìm giùm em TRW2AR sẽ ra thông tin cây này. Thì cây này anh chị mình mở ốc 8, 10, 12 và 13 này ha. Ốc 8, 10, 12 và 13. Răng còn rất là mới anh chị ha. Đây, em sẽ xoay anh chị mình xem ha. Cái này em chưa có bỏ dầu nha. Và anh chị mình thấy cái răng nó không bị lờn ha. Răng còn rất là vuông vắt, vuông vắn. Bên này cũng vậy ha. Bên này anh chị mình thấy những cái răng bên ngoài, những vết xước xước dọc dọc vẫn còn này. Đó. Ok ha, hai bên hoạt động ok hết. Rồi, đây là đầu 13 ha, Made in Japan, hàng chuẩn Nhật nha anh chị. Đây là đầu số 12. Những cái răng bên trong là zin nha anh chị. Về mình spa thêm chút cho em nó đẹp. Mã số 1, đây là ốc số 10 ha, mở ốc số 10, còn đây là mở ốc số 8. Chiều dài cái này tầm khoảng là 16.5, chốt cho em mã số 9 giá là 340 ha. Em lên mã số 10. Số 10 là một bộ mũi khoan, bộ này thì hàng của Đức, Chrome Vanadium, gần như là chưa sử dụng ha. Nãy em cầm hơi bẻ ra, hơi mạnh tay, nó bị gãy cái chốt này này. Chứ còn cây này là hàng mới chưa xài ha, Made in Germany của Đức này. Đó. Gồm có 2 4 6 8 10 12 13 cây. Cây ngắn nhất là tầm khoảng là 6.5. Chắc tầm khoảng cây ngắn nhất thì nó làm tốt thế này nên chị, nó tầm khoảng 4 xăng đấy ha. Rồi cây dài nhất nó tầm khoảng là 9.5 này. Đây anh chị mình có thể thấy ha. Cây nhỏ nhất là size 1.5 ly nha anh chị ha. Có thông số hết này. 1.5, 2, 2.5, 3, 3, 2, 3, 5, 4, 4.5, 4, 8, 5, 5.5, 6 và 6.5 là lớn nhất ha. Thì những cây nhỏ thì nó không có đóng số, do là cái diện tích nó nhỏ đóng không có đóng được. Còn cây to thì họ sẽ đóng được hơn. Đây. Đây là anh chị mình thấy này. Nó khắc lên là CV ha. Đây là cây size 5 ly. Germany nha chị ha. Germany thì cái chữ G ở ngoài nó hơi mờ, là chữ G ở ngoài nó hơi mờ rồi. Đó. Từ số
từ số 4 ly đổ lên là họ sẽ khắc chữ ha, còn ở chỗ kia thì nó nhỏ quá không đủ diện tích để khắc chữ. Rồi bộ này chị mình chốt cho em ha, mã số 4 giá, mã số 10 giá là 200. Em lên mã 11. Em qua búa ha. 11 là một cây búa này của hãng Susa, hàng mới chưa xài. Đó, búa đinh hàng mới chưa sử dụng ha, đầu duy nguyên. Phần đầu đơn chị. Thép là thép drop pháo diệt, thép rèn nên là anh chị mình xài nó rất là bền. Nó đỡ bị trẹt đầu, tè đầu ha. Những cây này xài đầu nó rất là cứng. Rồi. Chưa xài nha anh chị em, đầu nó duy nguyên này, chưa có dấu đóng gì hết. Và anh chị mình thấy cái phần ram đen và cái đầu nhổ đinh nó còn nguyên, nó không có bị cắn dập. Chiều dài cái búa đinh này là khoảng gần 30 cm ha. Chiều dài đầu búa là khoảng 10 cm hơn. Và đường kính đầu đóng là tầm khoảng là 2.5 cm. Cân nặng. Cái này cân nặng là 330 g anh chị ha. Chốt giùm em mã số 11 giá là 180. 12 là một cây búa đinh của hãng Đất Du, hàng xà lướt. 12 ha. Đó. Rồi, anh chị mình thấy chữ Đất Du này. Cái này có chữ M ha. Tem nhãn còn anh chị. Và trên này thì có chữ Made in Japan khắc chìm luôn. Đầu búa hàng xà lướt còn bóng đẹp này. Đó. Mình thích đẹp thêm thì mình có thể mình chà chà thêm cho nó bóng. Còn zin ha, zin hết luôn. Rồi cân nặng cây búa này tầm khoảng là 460 g ha, 460 g. Chiều dài cây búa là khoảng 28 và đường kính đầu đóng tầm khoảng là 2.4 cm. Cái này anh chị mình chốt cho em mã số 12, một cây búa đinh của Đắc Du, hàng cũng còn rất là đẹp. Mã số 12 250. 13. Em lên một cây búa của Mỹ, búa đinh của Mỹ. Cái này thì có chữ giống như là high quality, quantity. Đây USA hàng của Mỹ ha. Và anh chị nhìn thấy cái dáng cán này. Đây trên này có dòng chữ cảnh báo này. Đó. Ok ha. Chuẩn búa Mỹ nha anh chị. Thường thường những dòng này là búa vô han. Phần nhổ đinh còn liền lạc, không có cấn dập nha anh chị. Ram đen còn zin nguyên, đầu búa còn rất là đẹp ha. Đầu tròn trơn tru. Chiều dài cây búa này tầm khoảng là 28.5 và đường kính đầu đóng tầm khoảng là 2.2 cm ha. Cân nặng 300 g. Anh chị mình chốt giùm em mã số 13 400 g, một cây búa đinh nặng 300 g của Mỹ ha. Cũng còn khá là đẹp. Mã số 13 400. Em lên mã 14. 14 là một cặp 14 là một cái Donnie nhẫn nè. Donnie nhẫn thì cái này phù hợp cho anh chị mình làm bên tiệm vàng bạc đá quý, hoặc là mình có gia công bạc á, thì mình sẽ sử dụng cái này ha. Mã số 14. Cái này là cái logo hình ngón tay giơ lên này. Đó, bấm nút like ha. Bấm nút like. Đó. Hàng chuẩn Nhật có chữ R nha anh chị em. Hàng chuẩn Nhật giùm em, hãng này thì em cũng có bán vài lần này. Cái logo hình like ha. Thì và cây này thì anh hàng này là gần như là chưa xài anh chị, mọi thứ nó còn rất là mới. Mình xài cái nào á, mình muốn đo cái size nào thì anh chị mình để nó ra rồi mình gỡ nó ra ha, hoặc là anh chị mình cầm như thế này là mình đo. Cái này thì rất là tiện lợi này. Đó. Ví dụ tới đây là khoảng là 18 này. 18 hơi rộng chút. Đó. Thì cái này anh chị mình sẽ đo ni từ 18 ha, từ 28 cho tới 1 cho tới 28 nha chị em. Đây số 1 nè, từ 1 2 3 cho tới cuối cùng là số 28 ha. Hình như nó tầm khoảng 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28. 28 28 cái lồng nha chị em, lồng đo ni nhẫn. Mã số 14 giá 350. Em lên mã 15. Combo gồm có hai cây đục bê, đục cơ đục gỗ ha. 15 là combo gồm hai cây đục gỗ của Nhật. Chuẩn Nhật hết nha anh chị ạ. Cây này là trong lô hàng siêu thị Thanh Lý này, hàng mới chưa sử dụng luôn. Đây cây này là cây 9 ly ha, cây 9 ly giùm em hai lớp thép này. Còn cây này là cây 15 ly, 1 phân rưỡi. Chiều dài tầm khoảng là 21.5 cm. Chữ Nhật đầy đủ nha anh chị. Đó, những cây này thì cực kỳ bén. Về thì anh chị mình mài sơ có phần lưỡi rồi mình xài giùm em. Rồi cặp này chốt giùm em mã số 15 150. Em lên mã 16. 16 là combo gồm có hai cây cờ lê đồng. Thì cặp cờ lê này là của hãng Bealon của Nhật, số 17 và 21. Nếu mà anh chị nào mình xài hay xài số 17 và 21 thì anh chị mình mua cặp này ha, hoặc là anh chị mình muốn mua lẻ cây nào cũng được.
Rồi cây 21 thì nó còn rất là đẹp zin này, đó. Nha. Septitun logo Zozic nội địa Nhật. 17 21. À 17 20 à đúng rồi 17 21 ha. Thì đây là đồng nguyên khối, đồng nguyên chất nên là không phải là đồng pha nên nó không có hít 500. Đây anh chị mình thấy nó không có hít 500 này. Ok ha. Nó không phải là đồng pha nên là không hít 500 và nó khi mà anh chị mình xài trong môi trường tránh phát ra tia lửa điện như làm dung môi, pha mực hoặc dung môi hoặc là than khoáng sản hoặc là dầu xăng gì đó thì mình sẽ xài những cây này ha. Rồi cây này thì cây 21 thì đầu đẹp anh chị, cây 21 thì zin rất là đẹp nè. Cây này thì có xài lướt chút xíu, anh chị mình muốn mua cặp cũng được, anh chị mình muốn mua lẻ cũng được ha. Đấy, đầu này nó có cấn chút xíu nè ha. Chiều dài cây 17 tầm khoảng là 15.5, cây 21 là 19.5, chốt cho em mã cặp này mã 16 ha. Em lên mã 17 là một cây kìm bấm cốt, bấm cốt bấm cáp. Hàng này của hãng HK Pot ha, HK Potter của Mỹ, HKB. HKB Potter của Mỹ này. Đây, cây này lúc về nó còn rất là mới mà tại để lâu rồi nó hơi có bị ngả màu, nó chày chày chút xíu thôi. Đây là phần cán bọc nhựa màu đen bên dưới nha anh chị ha. Cán còn liền là phần thân màu đỏ ha. Có số 14. Và anh chị mình bấm giùm em là ba cái khâu, ba cái lỗ ha. Lỗ cốt, lỗ cáp. Đó. Sản xuất chuẩn Mỹ anh chị, HKB. Anh chị mình có bấm cáp, bấm cốt nào mà những cái size này thì anh chị mình mua cái này. Đây ha. Zin nguyên chưa xài, trên này thì em mới có test thử một lần thôi. Lúc về nó còn rất là mới đúng không ạ? Nó đỏ tươi à. Nhưng mà để lâu nó hơi bị ố ố chút xíu. Còn lại anh chị mình thấy rất là mới này. Ok ha. Rồi đây là ba phần lỗ cắt. HKB 14 nha anh chị. HKB Potter. Hoặc là dòng sản phẩm là NoBC ha, 1406MS, 1406MS sẽ là thông tin cây này. Chiều dài cây kìm này tầm khoảng là 35 cm. Anh chị mình chốt cho em mã số 17, giá là 600. Em lên mã 18. 18 là một cây xà cầy hàng thủ công. Cây này thì còn khá mới anh chị. Mình sưu tầm cũng được, mã số 18. Và trên này có một cái logo hình tam giác như thế này. Anh chị mình có biết tên hãng thì mình tra thêm giùm em ha. Trên này có số 263. Đây là tên ha, họ khắc chìm luôn. Lớp ram đen là còn zin nguyên. Và cái đầu này thì anh chị mình thấy cái đầu bẫy ha. Mình có thể mình bẫy, mình nảy, nảy nắp cống gì đó thì nảy nắp cống này. Hoặc là anh chị mình nảy những cái khối bê tông nặng thì anh chị mình sẽ dùng xà beng là mình nảy ha. Lớp ram đen còn zin nguyên nha anh chị ha. Và là hàng này là cây hàng rèn thủ công. Đó. Ram đen còn zin nguyên không? Tên hãng đầy đủ ha, có chữ giống như chữ Tumo con ngựa ở trong ký tự Nhật này. Đầu zin nguyên chưa sử dụng, đầu này mình nhổ đinh. Nhổ đinh pallet hoặc là anh chị mình có nhổ đinh gì thì mình nhổ. Lớp sơn đen còn zin nguyên ha. Cân nặng. Cái xà cầy này thì em thấy là thích hợp để mình sưu tầm cũng được tại vì nó còn nguyên cái lớp ram và nó còn khá mới. Nặng hơn 1.8 nha anh chị ha, gần 1.9. Chiều dài tầm khoảng là 74 cm và bề ngang chỗ này thì nó dài là tầm khoảng là 14.5 nè. Rồi cái này anh chị mình chốt giùm em một cây sà cầy hàng thủ công còn khá là mới, mã số 18, 650. Em lên mã 19. 19 là một bộ khẩu size là 1/2 cho anh chị mình xài khẩu chung với 1/2 ha. Bộ này của hãng Hero và dòng này dòng nội địa Nhật, logo Zozic nội địa Nhật anh chị ha. Anh chị mình có thể thấy nè. Hero logo Zozic nội địa Nhật No 1211. Thì bộ này thì em có kèm thêm cho anh chị một cái đầu lắt léo ha. Cái này là trên này không có nè. Nó chỉ có một cây nối ngắn nè và một cái cây vặn tự động 1/2. Thì em thêm cho anh chị một cái đầu lắt léo 1/2 ra 1/2 con này. Đó. Cái này nối là 12.5 cm ha. Nối 1/2 đến 1/2 âm dương. CRV molybdenum. Đó. Rồi, cây này thì dài tầm khoảng là 20 chắc tầm khoảng là 25 cm. Anh chị mình thấy cây Hero ha. Đó, Hero logo Zizik địa Nhật size 1/2. Thì bộ này hàng size lớn cho anh chị. Còn rất là dài luôn này. K
cây này thì nó nặng. Nếu mà so với toner mà anh chị mình hay thấy cái dòng mà mạ chrome mà nó rộp rộp đó, thì cái này nó mịn màng và nó chắc chắn hơn ha. Logo Sojitz nội địa Nhật, anh chị mình có thể nghe thấy chú ha. Ngon lành. Đó, đảo chiều ngược lại, ngon lành ha. Rồi, đầu không có bị cấn dập gì hết, còn đẹp đầu 1/2, dài 25 cm, hero. Bộ này là 8 khẩu, nhưng mà em thêm lên chị mình 2 khẩu ha. Còn nó cũng có like một số, ví dụ đây. Em sẽ đọc theo cái thông số trên này nha anh chị. Đây là khẩu số 26 nè. Đó, hero 26 ha. Đầu còn rất là đẹp anh chị. Mềm, mình sẽ ba thêm phần bên trong gì đó. Rồi, em sẽ view một lượt cái dòng bởi lượt đầu ở trong này đi. Ok rồi ha. Cái này em thêm cho anh chị có 8 khẩu thôi, nhưng mà em thêm cho anh chị 2 khẩu là 10 khẩu. Hero ha, cái này là size logo Sojitz nội địa Nhật. Cái này là số 22. Rồi cho em bỏ ra. Cái này là số hồi nãy là 26, 23 và 22 nha anh chị. Cái này ra đi ha. Rồi tiếp theo cái này là số 21 và 19 ha. 21 và 19, 13, cái khúc mà mạ chrome nó bị bong chóc thành chút nè, còn lại đẹp nè. Rồi, cây này là số 10 à. Nha chị em, 14 và 16, mình về 13 chút, mình dưới do để ẩm nước thôi chứ không có xài nhiều anh chị em. Đây thường thường là do để nó bị ẩm nước này, hàng bãi về để trời mưa thì nắng hơi ẩm nước thôi, chứ còn xài là không có xài nhiều. Nó hơi bị vàng vàng và ố tí. Cây này là cây số 8 nha chị em, số 8 của KTC. 10 cây nhưng mà chỉ lọt cây số 8 của KTC thôi. Cái này là em bỏ thêm vô chứ nó không có này. Này là số 10 của Hero là nhỏ nhất rồi ha. Rồi bộ này anh chị mình chốt giùm em. Hoạt động trơn tru ok hết ha. Mã số là 19, giá là 750. Thì bộ này nặng là 2,2 kg nha. 2,2 kg, mã số 2,2 kg, mã số 19, 750. Em lên mã số 20. 20 là một cây sẻn, một cây chĩa như thế này. Cái này thì hàng mới chưa xài, còn cái vỏ kèm theo như thế này anh chị, và hàng chuẩn Nhật. Cái chỗ này thì cái phần thép này nó giống như là nó đỡ rỉ anh chị ạ, nó đỡ rỉ hơn là so với lại những dòng thép đen. Cái này là thép gì nó không biết, nhưng mà nó bóng, không phải inox ha, tại vì nó có hít 500, nhưng mà nó sẽ đỡ rỉ hơn. 4 thanh hàng mới chưa xài. Cái này anh chị nào mình làm vườn làm rẫy, hoặc là anh chị mình có đào xới để tơi đất á, thì mình sẽ sử dụng cây này nhiều hơn. Mình có trồng cây ăn trái hoặc là những cây gỗ mà mình làm tơi đất á, thì mình sử dụng cây này. Nặng là 1,5 kg ha, nặng là 1,5 kg. Bản ngang chỗ này là khoảng 13.5 cm, cao chỗ này tầm khoảng là 22 cm. Rồi em sẽ đo chiều cao tổng thể cây này tầm khoảng là 60, tầm khoảng là 90 cm anh chị em, 9 tấc, nặng là tổng là 1,5 kg. Trên này họ ghép cái cán này, dưới này thân bằng gỗ ha, trên này là cái cán bằng sắt tới đây, nên là cái cán bằng gỗ này đó. Nhưng mà anh chị mình thấy thép rất là dày ha, thép rất là dày. Rồi cây này anh chị mình chốt cho em mã số là gọi là một cây sẻng nha, một hoặc là một cây nĩa, một cây chĩa. Mã số 20, giá là 550. Mã 20 ha, 20 550, chữ Nhật đầy đủ. Hàng mới chưa sử dụng. Rồi ok ha, mã số 20. Mã số 20 550. Em lên mã số 21. Em qua hai cây đồ bếp rồi tới ít đồ bonsai ha. 21. 21 là một cây kéo bếp của Đức, hai hình người. Cây này thì hàng xài lướt còn đẹp anh chị mình thấy này. Về mình sẽ ba thêm cái phần bên trong này ha. Mình lấy nhám, giấy nhám á, cái mình lấy cái cây sắt mà nó nhỏ, mình len cái vô đây được thì mình chà cho nó bóng thôi chứ không vấn đề gì. Cây này là lưỡi còn chim đẹp anh chị. Ok ha.
chiều dài tầm khoảng là 20.5 cm, 20 cm. Rồi cây này chị mình chốt giùm em mã số 21 180 ha. Bán hết cây kéo rồi nha chị, 21 180. Chỗ này nó hơi ổ thôi, mình về mình đánh bóng thêm không vấn đề gì anh chị ha. Đó, cái bên ngang ngang dọc vẫn còn. Em lên mã số 22 là một cây dũa, một cây lít dao 22 của Nhật. Cây này thì thích hợp cho anh chị mình làm quán ăn hoặc là mình bán thịt ngoài chợ, mình sẽ sử dụng cây này lít ha. Những cái vân này còn anh chị này, do để bãi thì nó hơi bị ố chút. Và dòng này dòng lít mịn ha, như là anh chị mình cứ xài bình thường, lít mịn mình sẽ lít để mình thái thịt mỏng á, thái xá xíu, thái thịt xá xíu hoặc là thái da làm nem ha. Hikoaki của Nhật, cán gỗ. Chiều dài phần lưỡi sử dụng tầm khoảng là 26 cm và chiều dài tổng thể là 40 cm ha. Đường kính, cây này đường kính là một khoảng 11.5 ly nha chị em. Chốt cho em mã số 22, giá là 320. Em lên mã 23. 23 là một cây cào rễ cho anh chị mình làm bên bonsai. Cây này thì mình cào rễ ở vườn hoặc là trong những cái chậu cảnh á, thì mình sẽ sử dụng cây này. Cây này thì còn rất là mới anh chị ha, da dẻ láng mịn. Cái lớp nói chung là cây này là gần như là nó rất là mới luôn. Cào rễ ba chân. Tên hãng ha, tên hãng chuẩn Nhật nha anh chị. Tên hãng logo này là chuẩn Nhật nha chị ha, không phải hàng nhái nha. Rồi chiều dài cây này tầm khoảng là 25.5 cm, bản rộng chỗ này là khoảng 2.5 cm. Anh chị mình chốt cho em cây cào rễ, hàng còn khá mới, 23, giá 170. Em lên mã 24 là một cây cưa nách, cưa lá hẹ, cưa trong góc kẹt cho cây bonsai ha. Cán là cán bằng nhựa giả gỗ này. Răng còn rất là bén nha chị, răng còn rất là bén nha. Và răng đều, không có bị gãy bị mẻ răng nào hết anh chị. Răng rất là bén luôn. Đó, ngon lành. Cái này là nó chỉ là nó kiểu về xước xước bên ngoài thôi nha anh chị ăn, về mình có thể mình chà bóng đi, còn răng là bén nguyên này, rất là bén luôn. Cái này là kiểu như vết ố bên ngoài thôi, không có ảnh hưởng, không bị nhăn lên lưỡi. Chiều dài phần lưỡi cưa nách này tầm khoảng là 20 cm. Anh chị mình chốt cho em mã số là 24, cây cưa nách dài 20 cm, mã 24 130. 25 là một cây kéo đúc, kéo bướm của Onotetsu ha. À, của Okatsune ha. Cây là kéo bướm đúc của Okatsune. Còn khít đẹp. Chỗ này á thì có một cái kích cỡ này, và người Nhật họ đã mài đi rồi, họ mài cái cữ hai bên đi rồi. Nên cái chỗ này nó hơi bắt chéo qua chút. Đó, anh chị mình xài thì mình sẽ bảo quản kỹ cái lưỡi này giùm em ha. Này thì nó hơi ố thôi, không có bị nhăm rỉ anh chị, nó hơi ố chút xíu. Nhưng mà mình cũng không có đánh bóng đâu chị, mình cứ để đi. Tại anh chị mình thấy nó khít vô này, nó không có bị hở ha. Tới đâu là nó khít cho đó, nó không bị hở ha. Không có bị hở. Bén là từ đầu tới từ đầu mũi luôn nha anh chị, rất là bén luôn ha. Nó chỉ là nó hơi có vài cái mụn mặn chút thôi, chứ không có bị nhăm rỉ vào phần lưỡi ha. Lưỡi thẳng tắp, không có bị gì ha. Rồi cây này chiều dài tầm khoảng là 20.5. Chốt cho em mã 25, giá 270. Em lên mã 26. Là một cây cạp tròn ha. Cây cạp tròn này là hàng chuẩn Nhật. Cữ còn nhiều, còn khá mới, phần cữ còn rất là nhiều đấy anh chị. Cữ nó còn hở cả khúc này ha. Ram đen còn zin nguyên, chữ Nhật đây. Ok ha. Lưỡi zin này anh chị. Phần lưỡi zin đây ha. Đó, anh chị mình thấy nó có đan nhau nhô nhau khúc. Và anh chị mình thấy phần bên trong nó ram đen nó còn zin nguyên này. Đó. Phần xước dọc vẫn còn nguyên ha. Vân xước dọc. Ngon lành. Cái đường mài zin này. Cái cạp tròn này dài tầm khoảng là 17.5 cm. Anh chị mình chốt cho em mã 26 800. Em lên mã 27. 27 là một cây kéo bướm hàng mới chưa xài. Hàng này của hãng là Miki của Nhật. Miki Y5 ha, Y4 ha. Miki Y4 dài là 18 cm, hàng mới chưa sử dụng. Thì kéo này anh chị mình có thể mình tỉa chi dâm, tỉa chồi hoặc là mình tỉa lá cũng được, hoặc là anh chị mình có thể mình cắt cành nhỏ cũng được ha.
hàng của Mickey nha anh chị, hàng của Mickey nha. Mới chưa sử dụng logo này, ram đen còn zin nguyên, make in Japan khắc chìm như đây luôn. Lưỡi là chưa xài ha. Chiều dài cây kéo này tầm khoảng là 18 cm. Anh chị mình chốt giùm em một cây kéo bướm hàng mới chưa xài của Mickey, mã số 27, giá là 420. Em lên mã số 28. 28 là một cây kéo cắt cành của Kuyo, thép Yasugi của nhà máy Hitachi. Thì thép này nó tương đương với thép giấy trắng hoặc là thép giấy xanh. Khi anh chị mình xài thì nó giữ bén và độ giữ bén nó lâu, rất là bén và độ giữ bén lâu ha. Mình rất là lâu mình mới phải mài lại. Cây này mã số 28. Chiều dài là 20 cm. Trên này thì chữ khắc chìm anh chị này, chữ khắc chìm như đây ha. Hàng chuẩn Nhật 100%. Tem hãng đầy đủ anh chị, made in Japan này. Đó, của làng nghề rèn Niigata và công ty là công ty Toyota ha. Những cái tiêu chuẩn của Nhật này anh chị thấy ha. Đó. Ok ha. Đây anh chị mình có thể xem cái 4901918 nha, sẽ ra là sản xuất tại Nhật. Rồi. Cây này thì anh chị mình cầm nó rất là êm tay và hàng mới nên là không có sợ nó rơ lắc, ốc ác gì di nguyên. Bén cực kỳ anh chị, rất là bén luôn. Rất là bén. Nếu mà anh chị mình cắt bonsai nhiều hoặc là lâu lâu mình cắt thì anh chị mình mua những cây này cũng được ha. Xài rất là bền, 5-7 năm mình mới phải thay một lần. Rồi, cây này anh chị dùng chốt giùm em mã số 28, giá là 450 ha. Mã 28 giá là 450. Một cây kéo cắt cành của Kuyo ha, của làng nghề rèn Niigata của Nhật. Mã số 28, 450. Tiếp theo em lên mã số 29 ha. 29 là một cây kéo vải. Thì đây là một cây kéo vải hàng thủ công của Nhật, ốc đồng này. Anh chị mình thấy ốc đồng rồi ha, mình có thể mình mở ra mình mài dễ dàng. Thì cây này cái form dáng nó còn nguyên, chỉ là hơi có bị ố nhăm nhăm ở phần trên này một chút xíu thôi, còn phần lưỡi là đẹp anh chị ha. Phần lưỡi là zin không có bị mẻ gì hết ha. Đó. Mặt dưới này cũng vậy. Mặt dưới này là chỉ có ố có đường nước thôi, không có bị rỗ sâu. Chị mình thấy cái đường lưỡi nó thẳng không bị mẻ không bị dăm nè. Và chữ Nhật đầy đủ, có chữ là Shige ha. Cây này thì anh chị mình xài độ bén nó giữ rất là lâu. Chiều dài cây kéo là tổng thể là khoảng gần 25 cm. Rồi em sẽ test cắt cho anh chị mình xem luôn. Em sẽ test cắt cho anh chị mình xem luôn ha. Vậy da cá. Đây là em sẽ cắt nguyên cây kéo anh chị ha. Hai lớp thép, hai lớp vải. Ngon lành nha. Rồi, giờ em sẽ test cái phần mũi. Ok nha chị, mũi rất là bén, bấm ok, bấm mũi ok. Rồi, cái này anh chị mình chốt cho em mã số 29 270. Em lên mã 30. 30 là một cây kéo vải. Cây này thì form dáng cũng còn đủ. Logo ha, có một chữ gì, chữ phu su nè, chữ su. Cái phần là có gạch bên trong nè anh chị. Đó, rất là mới ha. Hai lớp thép, độ lõm của những cái cây kéo Nhật này, kéo bả vải, kéo bonsai hoặc là kéo bếp, anh chị mình sẽ thấy cái độ lõm này. Để mà khi mà tấp tới đâu đó là hai cái lưỡi kéo nó sát cho nhau nha chị, là hai cái lưỡi nó sát cho nhau, là cái độ lõm ở cái kéo Nhật là như vậy. Ốc đồng rồi, còn rất là mới. Chiều dài cây kéo này tầm khoảng là 24.5 cm ha, khoảng 24.5 cm. Cây này anh chị mình chốt giùm em mã số 30, giá là 300. Hoạt động trơn tru hoàn hảo hết cho anh chị. Đó. Ok ha. Rồi giờ em sẽ test cái phần mũi kéo. Bình thường hết cho anh chị ăn, không có vấn đề gì hết. Bấm rất là gọn. Rồi cây này chốt giùm em mã số 30, giá là 300. Em lên mã 31. Đây là một cây kéo của hãng Kikuichi. Nếu mà anh chị mình có rành hay mua dao bếp Nhật á, anh chị mình sẽ thấy cái hãng này làm những cây dao rất là xịn ha, Kikuichi.
Cây này là hàng rèn thủ công ha, và anh chị mình thấy chữ nhật đầy đủ này đó, ốc đồng tròn. Thì phần da này nó hơi có bị ố cái phần nước đường nước chảy thôi, chứ không có bị rỉ, không có bị mẻ lưỡi cho anh chị ha, không có bị lăn mẻ lưỡi đâu đó. Cái này để lâu nó hơi bị ố vàng vàng chút, anh chị mình cứ xài bình thường. Và bên em đã vệ sinh và mài nén rồi, mình cứ xài bình thường thôi. Anh chị mình thấy này ha, ngon lành. Kikuichi, hàng rèn thủ công của Nhật. Lưỡi thẳng không có bị mẻ nha anh chị ha, lưỡi thẳng không bị mẻ ha. Tại vì nó ố vậy, mình thích thì mình có thể mình về mình spa thêm cho nó bóng. Thì cái kéo này dài tầm khoảng là hơn 25 xăng ha. Rồi cái này anh chị mình chốt giùm em mã số 31, giá là 320. Ok nha anh chị ha. Đó, rất là bén thôi nha. Ok ha. Rồi mã số là 31, giá là 320. Em lên mã số là 33, 32. 32 là một cây kéo vải ha. Cây này là của hãng Soyaburo, bông lúa của Nhật, ốc đồng rời này, Soyaburo ha. Đó, ngon lành. Cây này thì cái form dáng nó còn nguyên năng, nói chung là kéo vải thì cây nào mà em lựa form dáng nó đều nó như thế này hết. Nó còn rất là đầy đủ. Và cái cây này thì nó cũng hơi có bị ố ố thôi, mà anh chị mình thích thì mình lấy nhám đá đá mịn, đá mài mịn, hoặc là anh chị mình lấy nhám á, anh chị mình dấp nước, anh chị mình chà nó sẽ đi ha. Tại vì cái phần này cái logo họ khắc nó hơi nông nên là em không có chà kỹ, nếu mà chà kỹ nó sẽ bay cái logo rồi đi. Đây là cây Soyaburo Tobasami 24 cm, và cái này cũng ố đường nước thôi, không có bị rỉ anh chị ha. Anh chị mình thấy cái lưỡi kéo nó thẳng tắp nè, đó, bén cực kỳ, giữ bén giữ cạnh lâu, nên là khi mà anh chị mình cắt vải rất là lâu anh chị mình phải mài lại. Chiều dài cái kéo này tầm khoảng là 24.5 cm, chốt cho em mã số 32 ha, giá là 320, không có bị nhâm rỉ gì hết nha anh chị. Đây, anh chị thấy cắt rất là ngon này. Này, đây ha. Ok nha anh chị ha, rất là bén luôn ạ. Cái này chốt cho em mã 32, 320. Em lên mã 33 là một cây kéo ha. Cây này thì form dáng còn rất là mới nha chị. Cây này rất là mới nè. Cái này vào dòng hàng xịn của hãng Tobasami luôn ha. Anh chị mình thấy từ cái phần con ốc nó cũng khác biệt. Form dáng đẹp đầy đủ, da dẻ cũng còn láng, còn mới. Mã số 33, 350. Tên hãng anh chị ăn. Anh chị mình có thể thấy cái logo họ khác nè. Đây ha, hàng rèn thủ công. Nói chung là những cây hôm nay là hàng rèn thủ công hết nha anh chị. Chiều dài cây này là 24 cm. Đây, cây này thì rất là mới ha, rất là mới luôn chị. Cái này nó bị hơi kỳ ố nám thôi chứ không có bị rỉ ha, lưỡi thẳng tắp. Mặt này cũng vậy ha, anh chị mình thấy nó tới đâu là nó nghiến sát thôi tới đó nè. Đó, ok ha. Cắt ngon lành nha anh chị, cắt ngon lành nha. Rồi tới giờ em bấm cái mũi, test cái mũi ha. Nói chung là kéo thì bên em mài rất là bén luôn chị, nên là mình về mình xài mình cứ xài bình thường thôi, và nó giữ cạnh giữ bén lâu, rất là lâu mình mới phải mài lại. Rồi cái này chốt cho em mã 33, 350. Em đã lên 33 mã clip số 19 anh chị, mình chốt mã nào mình cứ nhắn tin điện thoại và số điện thoại trên tiêu đề giùm em ha. Bấm nút like và nút đăng ký kênh để cập nhật những clip mới nhất bên em xin chân thành cảm ơn.